Xui thì trong group trading có code cho mọi người tham khảo quanh cái vùng giá đó là khoảng tầm 0.8x, và hiện tại đây thì đã tăng lên đó là $2 rồi. Cái đồng xui này thì chúng ta đã hơn x2, và trong clip ngắn này thì mình sẽ update cho mọi người về cái đồng coin ABT là level 1 tiếp theo, kèm theo một số các cái đồng coin trong hệ này có tiềm năng tăng trưởng. Anh em nhớ xem hết clip nhé. Hello tất cả anh chị em, welcome mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Trip Crypto, và mình là Nhất Huy đây. Khoảng thời gian vừa qua thì thực sự là mình hơi bận á, bởi vậy thì ít cập nhật cho mọi người trên nền tảng YouTube đúng không? Bây giờ đây thì mình đã xử lý xong công việc rồi, mình sẽ quay trở lại để có thể cập nhật cho anh em thường xuyên về Ancoin và cả Bitcoin nhá. Về Bitcoin thì mình sẽ lên một clip sau để có thể cập nhật cho mọi người trong khoảng thời gian tháng 10, anh em yên tâm nhé. Còn lại nội dung ở trong clip này thì sẽ chủ yếu tập trung vào cái đồng coin ABT mà anh em đang quan tâm, kèm theo một số các cái dòng coin trong hệ sinh thái của Aptos nhé. Ok, và như thường lệ thôi, anh em cảm thấy hữu ích thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe kênh YouTube và nhớ share video này. Và chúng ta muốn cập nhật nhanh nhất về những biến động của thị trường á, những dự án có tiềm năng airdrop rejoice tip thì mọi người sẽ cho vào trong channel Telegram của mình. Mình có để dưới phần mô tả của video. Hiện tại đây thì đang có một sự kiện trading cực kỳ là lớn đến từ nền tảng của sàn Bybit. Và sự kiện này thì khá là quen thuộc đối với tất cả anh chị em rồi, với tổng phần thưởng đó là 10 triệu đô la. Đây sẽ là một sự kiện khá là lớn nhá. Trước đây thì cũng rất nhiều anh chị em chúng ta tham gia và nhận được phần thưởng reward đó. Anh em nhớ đọc sự kiện và tham gia ở đây. Chúng ta chỉ còn một vài ngày nữa thôi. Và chúng ta join sớm ấy, thì mọi người sẽ nhận được một số các cái số tiền bonus nha anh chị em. Chúng ta có thể đọc chi tiết sự kiện mình có để dưới phần mô tả của video. Còn nếu mà chúng ta chưa có tài khoản của Bybit đó, là một cái sàn top 2 hiện tại, thì chúng ta có thể đăng ký cái link đối tác ở dưới phần mô tả của video nha. Mình sẽ quay trở lại luôn đối với cả dự án của Aptos đi. Thì tại sao chúng ta đề cập với cả cái đồng coin Aptos đúng không? Thì anh em sẽ thấy rằng những đồng coin lên một chạy ngôn ngữ mu như gần đây có cái dự án xui có cập nhật cho mọi người đó, thì cũng đã tăng trưởng khá là mạnh khoảng thời gian vừa qua. Chúng ta cũng đã được x2 tài khoản đúng không? Cái đồng xui này đây thì theo Block vẫn đang tăng trưởng hàng ngày nhé, đã lên cái ngưỡng khoảng tầm 1 tỷ đô la rồi, khá là ấn tượng luôn đó. Sau đợt vừa qua mất về cái khối lượng giao dịch trong hệ thì hiện tại đây xui đang lấy lại vị thế với rất nhiều các cái đồng coin tăng trưởng, đặc biệt có cái đồng coin đó là Hippo đó, đồng meme coin. Ok, nếu mà chúng ta đã bỏ lỡ qua xui rồi ấy, thì anh em tiếp tục đến với cả dự án tiếp theo đó là Aptos nhé. Nếu mà chúng ta so sánh đối với cả truyền thống bên ngoài ấy, thì mình hay so sánh xui Aptos như là hai cái hãng xe hiện tại Santa Fe và Sorento đó, cùng gọi là cùng công ty mẹ mà ra đúng không? Cho nên là xui và Aptos cũng tương tự như vậy mà thôi đó, gọi vốn cũng đều đó là hơn 300 triệu và đặc biệt thì cũng đều chạy cái ngôn ngữ mu nha anh chị em. Và hiện tại đây thì cái dòng tiền vào trong hệ sinh thái của Aptos ấy cũng đã tăng trưởng khá là ấn tượng khoảng thời gian gần đây. Hôm vừa rồi mình cập nhật cho anh em thì lúc đó khoảng tầm 200-300 triệu mà thôi, hiện tại thì đã lên cái ngưỡng khoảng tầm nửa tỷ rồi nha, và vẫn đang tăng hàng ngày đó. Gần đây thì Aptos có những thông tin là quan trọng, mới ngày hôm qua thôi, trong khoảng thời gian 48 tiếng thôi thì mình có cập nhật cho mọi người trên nền tảng của Telegram buổi sáng ngày hôm nay đó anh chị em, đó là Franken thì họ đã mở rộng quỹ AWA trên nền tảng blockchain của Aptos. Và anh em biết rằng là Franken là một cái quỹ quản lý tài sản cũng có mặt từ lâu đời cùng với cả BlackRock á. Với cái khối lượng quản lý tài sản của họ hiện tại đó là 1,6 nghìn tỷ đô la nha anh chị em. Tiếp tục như vậy thì Aptos cũng mới mua lại một công ty nha. Công ty này thì sẽ là tiên phong đứng sau Palette Chain của Nhật Bản, và họ đang có một cam kết đó là đẩy mạnh cái nền kinh tế kỹ thuật số đang bùng nổ tại Nhật Bản, là một quốc gia đang mở rộng, đang mở cửa cho Web3 nha anh chị em. Ok, bây giờ đây đó là một số thông tin quan trọng đến từ hệ sinh thái của Aptos, và mình nghĩ rằng những thông tin này cũng sẽ kéo dòng tiền vào trong hệ sinh thái này. Bởi vì hệ sinh thái này đã mất cái dòng tiền khoảng thời gian trước đây airdrop và bị đi giá một khoảng thời gian khá là dài đúng không anh chị em. Bây giờ đây chúng ta sẽ đến ngay với cả cái đồng coin đầu tiên đó là cái đồng ABT nhá. Dự án này thì gọi vốn được hơn 300 triệu đúng không? Bởi rất nhiều những quỹ lớn anh em đã nghe thấy rồi. Mình đã có cập nhật cho mọi người khá là nhiều về dự án Aptos nhá. Và về cái lịch trả token thời gian tới ấy, thì trong khoảng thời gian 8 ngày nữa sẽ có một cái đợt trả token đâu đó khoảng tầm 1% của tổng cung, tức là 11,31 triệu cái đồng token ABT nha anh chị em. Chúng ta xem qua về cái khối lượng giao dịch trong 24 giờ thì đâu đó khoảng tầm bao nhiêu ạ? 294 triệu mà thôi, với cái market cap thời điểm hiện tại mình làm clip cho anh em á, đó là 4,12 tỷ đô la anh chị em nhé. Cho nên cái vol này thì vẫn còn khá là nhỏ so với cả market cap đúng không? Nếu mà chúng ta so sánh sang vol của bên xui thì sao? Vol trong 24 giờ của xui đó là 1,34 tỷ nhá, với market cap đó là 5,41 tỷ đó. Anh em sẽ thấy đây. Ok, cho nên á, đối với cả cái đồng coin Aptos thời điểm hiện tại anh em có hỏi là mua được hay không thì mình nghĩ rằng hiện tại chúng ta vẫn có thể là mua được nhá. Nếu mà an toàn thì mọi người có thể đợi điều chỉnh một chút. Cái giá mình call cho mọi người đó là khoảng tầm từ 5.5 đến 6 đô la. Hiện tại chúng ta vẫn đang gồng lời đó. Nếu mà chúng ta được điều chỉnh thì đâu đó khoảng tầm về 6x đấy nhá anh chị em. Chúng ta có thể cân nhắc mua, gọi là an toàn đó. Còn mình đã nói cho anh em ở trong group trading rồi, đó là mình có mua cái đồng coin này trước đó khoảng tầm 9 đô la và xuống 5 đô la thì mình có DCA và mình có cập nhật cho mọi người đó.
cho nên chúng ta vẫn có thể là mua được mà, chúng ta vẫn có thể mua được nhé. Nếu mà anh em trading thì chúng ta giải lệnh rộng ra một chút và sau đó thì KSL thì an toàn hơn. Mình nghĩ rằng thì giảm sâu sẽ không có đâu, bởi vì cái dự án này gần đây thông tin tốt khá là nhiều đó. Tuy nhiên thì giá của đồng coin chưa được chạy mạnh so với cả cái đồng xui nhé. Mình đang kỳ vọng sẽ có một cái sóng lớn như xui. Ok, cho nên cái vùng giá 8 đô la tất nhiên thì anh em sẽ đi sau những người trước đó mình đã call cho mọi người ở trong group trading rồi, cũng mới gần đây mà thôi đó. Cho nên chúng ta sẽ có rủi ro hơn. Bởi vậy thì anh em có thể đợi điều chỉnh ngắn hạn cũng được, hoặc là chúng ta DCA lệnh thì sẽ ok hơn nhé. Xong cái đồng coin IBT nha anh chị. Đây sẽ là một đồng coin khá là tiềm năng, mình nói cho anh em rồi đó. Và mình sẽ đề cập cho mọi người một số các đồng coin ở trong hệ này. Đầu tiên chúng ta không thể bỏ qua được đó là cái dự án Thala nhé. Dự án này sẽ là DeFi top đầu luôn với nhiều sản phẩm bên hệ sinh thái của Aptos. Thời gian vừa qua thì Tiên Vẫn tăng trưởng liên tục. Cái round đầu tiên mình cũng cho mọi người trong nhóm trading nhé, đó là bao nhiêu, 0.6 đô la và lên hơn 3 đô la nha. Tuy nhiên thì coin trong hệ này cái volume giao dịch chưa được cao đâu nhá, mặc dù là Tiên Vẫn tăng cao đó, nhưng mà cái volume giao dịch để mua đồng coin thì chưa cao, cho nên chúng ta mua thì mọi người có thể cân nhắc về volume đấy, để chúng ta tránh trường hợp là không có thanh khoản lớn nhé, hoặc là hạn chế volume để chúng ta theo dõi thêm mà thôi nha. Hiện tại mình làm clip cho anh em ấy, thì cái đồng coin Thala này á, THL nha, mã token đó, có market cap đó là 18,75 triệu nhé. Thì anh em có thể thấy rằng hiện tại stake thì nó khoảng tầm 1,81 triệu đúng không? Và cái khối lượng trên Thala Swap là một sản phẩm của Thala đó, thì đâu đó khoảng tầm 3,62 triệu cũng khá là ok mà. Đó, cái phí thì đâu khoảng tổng tổng là 1,4 triệu nha anh em. Thì Block thì gần đây đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại rồi, cho nên chúng ta có thể cân nhắc. Giờ này thì ở đây mình có đề cập cho mọi người một số thông tin đó, như là một cái giao thức DeFi top đầu của Aptos đúng không? Với cái mục tiêu tạo ra một sinh thái đó là all in one. Và giữa này thì nó sẽ cung cấp một số sản phẩm như là stablecoin trong hệ này, DexMM vừa rồi đó và AMM Swap, cái đô la mu nhé anh chị em. Cái đội ngũ phát triển của cái dự án này khá là ấn tượng nha anh chị em, thì đã từng làm cho Google, cho MarketDAO, cho Near Protocol, cũng đã raise được 6 triệu đô la từ seed round với một số quỹ có đề cập đây cho anh em nhé. Đó, cho nên mình có đề cập cho mọi người luôn về cái dự án Thala này. Tuy nhiên thì cái vốn giao dịch ạ, mình có nói rồi, đó là còn khá là nhỏ trong hệ sinh thái của Aptos đó. Nó chưa được bùng nổ mạnh như là bên Sui đâu, cho nên là chúng ta mua thì anh em có thể mua với số vốn quản lý chịu đựng được rủi ro. Còn an toàn hơn nữa, chúng ta muốn mua vốn lớn thì anh em đầu tư vào ABT nhé, hoặc là native token trong hệ đó. Khối lượng giao dịch của cái đồng Thala hiện tại đâu đó khoảng tầm 235.000 đô mà thôi đó anh chị em, cho nên chúng ta có thể là cân nhắc nhé, giúp mình cái mục đó là volume nhé. Giá hiện tại đó là 0.41 đô la. Nếu mà chúng ta nhìn cái biểu đồ chart thì nó test lại khu vực gần hỗ trợ dưới này rồi. Đó, cho nên chúng ta có thể bắt đầu mua được dần cái đồng Thala nhé. Sau cái đồng Thala thì anh em sẽ thấy rằng là đối với cả hệ sinh thái DeFi ấy, thì bình thường dòng tiền vào sẽ có sóng bơm cho một số các cái đồng coin thuộc dạng DEX nhé. Thì có cái đồng SEL này đây cũng sẽ là một cái sàn DEX. Cái đồng Quantum này thì cũng có QMM đó là Wintermute đứng sau đó. Tuy nhiên thì Wintermute làm giá rất là khó chịu nhé. Ra tin tốt thì thường hay gọi là bị đâm hoặc là hay phớt, cho nên chúng ta có thể bỏ qua cũng được. Chúng ta có thể tham khảo với cái đồng SEL này nhé. Đồng SEL này đây thì anh em có thể là xem đây, gần đây Tiên Block tăng cũng khá là ấn tượng luôn nha anh chị em. Với Tiên Block đó khoảng tầm 56,82 triệu. Đó thì chúng ta có thể xem đây, hiện tại phí thu về khoảng tầm 1,47 triệu. Đếch volume 24 giờ thì đâu đó khoảng tầm 1,75 triệu nhá. Đó, chúng ta có thể tham khảo. Với cái market cap hiện tại của cái đồng SEL này thì mình sẽ đề cập cho mọi người luôn. Cái đồng Thala này thì anh em có thể là mua ở trên sàn Đếch trực tiếp của Thala hoặc là mua ở trên sàn MEC nhá. Đó, chúng ta nếu mà chưa có MEC thì anh em có thể đăng ký cái link ở dưới phần mô tả của video. Đối với cả cái đồng SEL này thì chúng ta sẽ check xem hiện tại đang có sàn nào và volume giao dịch là bao nhiêu nhé. Đồng SEL MCAP hiện tại đâu đó khoảng tầm 13 triệu đô và cái volume giao dịch trong 24 giờ là khoảng 1,7 triệu, cao hơn so với cả cái đồng Thala đúng không? Đó, anh em có thể là mua trực tiếp trên DEX của cái đồng coin này nhé. Đồng coin này thì hiện tại chưa có trên sàn tập trung đâu. Đó, chúng ta có thể tham khảo mua trên DEX nhé. Ok. Và gần đây thì anh em sẽ thấy có cái đồng Hippo đúng không, là cái đồng meme coin đã tăng trưởng cực kỳ là mạnh luôn á. Bên này sinh thái của Sui kéo dòng tiền vào trong Sui thời gian vừa qua thì cũng sẽ một phần đến từ trong hệ và một phần nữa FOMO đến từ các cái giá meme coin, đặc biệt đó là Hippo nhé. Có một số ví á, có check lại đó là Hippo thì họ đã chi ra được khoảng tầm hơn 100 xu, 200 xu mà thôi ấy. Nhưng mà thời điểm hiện tại ROI thì họ đã thu về mấy trăm nghìn xu rồi, đó là một số tiền cực kỳ là lớn luôn đó. Hippo đã tạo ra một cái sóng và hiện tại anh em sẽ thấy ở các cái Twitter đâu đâu cũng sẽ thấy họ nhắc đến Hippo trên Sui. Đó là cái bài toán mà anh chị em, khi mà hệ sinh thái phát triển thì sẽ có một số các cái đồng meme coin trong hệ bùng nổ mạnh. Tuy nhiên không phải là hệ nào cũng sẽ có meme coin bùng nổ đâu nha. Như là bên Ops thì làm gì có meme coin bùng nổ đúng không? Ở bên này đây thì mình nghĩ rằng sẽ có thời gian tới nhá, sẽ có meme coin mới dạng boom như kiểu là Hippo bên Sui đó.
Tuy nhiên thì mình có thể cập nhật cho mọi người trong nhóm trading, anh em có thể join trong đó để thời gian tới nếu mà theo dõi có mình sẽ update cho mọi người. Còn thời điểm hiện tại đây á thì sẽ có cái đồng meme coin đó là Gui Inu nhé. Ngoài nhóm trading ra thì anh em có thể cập nhật trên Twitter, mình có để dưới phần mô tả của video, anh em nhớ follow nhé. Có cái đồng Gui nhé anh em, đồng Gui này đây sẽ là cái đồng meme coin được hỗ trợ support trực tiếp á, bởi cái dàn laptop nha anh em. Hiện tại thì Gui cũng có trên nền tảng của MEC luôn đó. Đây này, Gui Inu nhé. Market cap thời điểm hiện tại mình làm clip cho anh em ấy thì là 6,4 triệu. Đó, buổi sáng ngày hôm nay thì đâu đó khoảng tầm hơn 5 triệu thôi. Mình định cập nhật luôn á, tuy nhiên thì không lên kịp clip. Boom mới khoảng tầm 10% mà thôi. Anh em có thể tham khảo với cả cái đồng coin đó là Gui Inu. Cái vốn thì chưa cao đâu, cho nên chúng ta đi với số vốn gọi là xổ số mà thôi nha anh chị em. Đó, thì nó sẽ an toàn hơn. Cũng mua ở trên MEC luôn nhé. Ok, và đó là một số đồng coin mình đề cập cho mọi người. Ngoài ra thì sẽ có một cái đồng coin nữa đó. Hiện tại đây thì đang có cái thông tin liên quan đến hợp tác với cả Aptos đó. Đây sẽ là một cái thông điệp cho mọi người sau về cái đồng coin này. Ok, và như vậy thì qua clip ngắn này mình cũng đã đề cập cho mọi người về cái đồng Legit Token là cái đồng APT. Và sau đó thì sẽ là một số đồng coin trong hệ sinh thái của cái đồng coin này. Và nếu mà chúng ta cảm thấy hữu ích thì hãy để lại cho mình một like, một share video và nhớ subscribe kênh YouTube và thông báo lên để không bỏ lỡ qua tất cả nội dung quan trọng từ thị trường này nhé. Nội dung ở trong clip chỉ là tham khảo mà thôi, không phải lời khuyên đầu tư đâu. Trước khi xuống tiền anh em nhớ tìm hiểu thêm về dự án và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những khoản đầu tư của anh em nhé. Bởi vì thời gian vừa qua thì đã côn cho mọi người ăn rất nhiều các cái đồng coin với vốn lớn, ít nhiều tài khoản á. Nhưng mà khi mà SL một vài chục phần trăm thì anh em bắt đầu than vãn rất là nhiều luôn á. Có cái đồng tao chúng ta được x3 đúng không? Và rất nhiều các cái đồng coin khác thì chúng ta như xui cũng đã được x2 và nhiều đồng coin khác. Aptos hiện tại cũng đang gồng lời 4-50% cơ mà. Đó, cho nên chúng ta khi mà trading mọi người nhớ quản lý vốn của mọi người nhé. Có lời thì mọi người nên chốt bớt ra nhé. Chúng ta gồng đến khi mà chúng ta bị chia chúng ta lại bắt đầu trách móc những người chia sẻ thì thực sự đó là một điều không hay đâu. Cuối cùng xin cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả anh em những clip sau.